Chào các bạn nhé, mình Dũng Trở đây. Khánh Sơ Cai béo đấy thì đây là ba anh em mình lâu lắm không chôn kiểu thật thân chôn nhau ấy, nên là hôm nay là ngày thật chán này, hôm nay chính đuổi ý định hôm nay để chôn Thảo mọi người nhá. Lâu lắm không chôn Thảo rồi, chắc mọi người chưa quên Thảo rồi đấy nhỉ. Thì hôm nay là Chiến sẽ gọi Thảo lên đây chơi, nhưng mà không biết hôm nay Thảo có được nghỉ không, nhưng mà lâu lắm không gặp rồi đấy, thì hôm nay lên đây gọi lên đây để chôn. Hôm nay Chiến sẽ giả vờ sẽ là nấp trong phòng nhá, Chiến đóng cửa lại, Chiến sẽ đổi Thảo đồ. Thảo yêu em thì em sẽ là ý tưởng của em như này, bây giờ em sẽ nấp trong phòng, xong em khóa cửa lại, xong em để đôi dép con gái ở ngoài à. Nhưng mà các anh cứ ở ngoài nhá. Nhưng mà Thảo đến thì bảo là Chiến đang ngủ trong phòng ấy, nhưng mà em đóng cửa, cái gì nó nghĩ là em đang ngủ với con nào trong đấy nhỉ? À, anh làm trên giường mày luôn. Không, anh làm giường không hay. Anh cứ trùm chăn thôi mà không, nó vào nó lột chăn ra, anh không cho lột, không biết là anh được. Ờ, thế cũng được. Xong mà chị để thằng béo ở ngoài gác rồi bạn là chả biết nó đưa đứa nào vào, anh tưởng là Thảo luôn. đi vào tắt điện trời, tắt điện là anh tưởng là em, quá thằng của em mà nhá. Đấy, thế cũng được. Thảo xuống mày nói này. Có tưởng là em mà sao không phải, cái đứa là trong phòng là ai? Đấy, ok. Ok thì bây giờ Chiến sẽ gọi điện cho Thảo nha. Anh cầm máy quay em để gọi cho Thảo đấy. Thảo tự mày hẹn nó rồi thì này... Không, nó lắm một chuyện rồi. Thảo thì nó khôn lắm, nó ghen lắm, yêu của Chiến đấy mà. Thảo này nha, mà con nào mà ném phéo nó cắt nó luôn này. Đừng em nào yêu Chiến nha. Thảo là của Chiến mà Chiến là của Thảo rồi. Thế chơi đi, nó không gặp rồi, chơi đi. Chơi gì em? Anh vào nó đang ở nhà bạn nó ngay đây mà anh. Nó ở ngay đây rồi anh em ạ. Chắc là chôn nó cẩn thận, con này nó hay khóc không nhá. Ừ, hay khóc thì nó mình chôn cho nó khóc chứ, chứ là toàn chôn toàn để cho nó khóc thôi. Con này như con điên. Con điên. Đây là cái nó yêu mày. Thở xa lan đấy. Không mua nào được yêu Chiến nhá. Chôn người yêu Thảo rồi. Nó sẽ đến tận nhà nó xiên đấy. Bây giờ anh em mình sẽ anh Chiến sẽ với anh Khánh sẽ vào trong phòng nhá. Con anh này sẽ anh béo sẽ vào giả vờ. Vẫn ngồi đây nhá anh đó nhá. Nghĩa là đấy mày là anh chị em vừa trong phòng Chiến không ạ? Ok anh em ơi, mình đã vừa sắm được đôi giày này. Đấy, đây. Em thấy đôi giày này có đẹp không? Đấy, đôi giày đấy nhá, chị sẽ đóng cửa, anh Khánh vào trong đi. Đấy. Là như này, anh em mình sẽ ngồi trong này. Mình sẽ khóa cửa lại nhá, khóa cửa lại và sẽ để đôi giày bên ngoài. Sẽ tí nữa Thảo đến xem nó phản ứng như nào khi mà đóng cửa lại mà lại... Thảo sẽ như một con điên. Có đôi dép con gái luôn. Đấy, ok bây giờ chị sẽ để nó quay ngoài nhá. Mở cửa!
mệt đi mày cưới tao. Em gì? Hai mẹ ăn không đấy? Nhìn lên! Nhanh lên! Mày mở không? Gì? Em đi đấy. Không ngủ làm gì? Có đem gì? Anh đi đường chưa? Điện đường ra. Anh đi đường. Ra, có đem gì? Anh đi đường. Biết được à? Ra ngoài. Ra anh đường đấy. Không biết. Ra ngoài. Có lấy gì ra ngoài? Ra ngoài. Ra đập con đĩ này nhanh. Ra đập con đĩ này. Ok ok ok. Lại cho được Thảo rồi ạ. Mày đi chôn à? Đi chôn đây. Lâu ngày không chôn, Đây người yêu mới giới thiệu nghìn. Giới thiệu với Thảo nhá, đây là người yêu mới của anh nha. Đây là người yêu mới của anh đây. Đây chính là anh, người yêu mới. Anh yêu. Con đĩ này nữa. Anh kéo máy của anh, nó cầm máy của anh. Đấy, Thảo mắc bẫy về đôi dép huyền thoại đấy anh em ạ. Thảo ơi hả là... bồ tao hôm nay lại chôn được rồi mọi người ạ. Lâu ngày có chôn Thảo hôm nay cảm thấy hơi vui. Nãy nó ngoài nó khóc không anh? Có mà tao lại khóc ạ. Lúc nãy đứng ngoài khóc không? Đấy, sắp khóc rồi, chuẩn bị khóc. Khóc không ạ? May mày. Lâu lắm không chôn được mọi người ạ. Mấy tuần này không chôn Thảo rồi. Thảo sớm chưa? Hả? Còn ai nhớ mình không nhỉ? Cái gì? Không biết còn ai nhớ tao không nhỉ? Hỏi mọi người nhá, còn ai nhớ Thảo không? Sao quá, mọi người còn ai nhớ Thảo đúng không? Thảo bây giờ là Thảo Salem. Salem là gì? Thảo đi học nhiều nên Thảo không được quay video. Thảo chuẩn bị được nghỉ hè rồi. Đấy mọi người nhá, Thảo giờ này là hay đi học này, rất là Salem rồi. Salem là gì? Salem Thảo Yến Khánh nhỉ? Cầm máy quay đi cho mọi người hỏi mọi người. Không, cầm máy quay to. Mọi người nhá, có ý tưởng gì mới lạ mọi người quay comment phía dưới để chiến chôn Thảo đi này nhá. Thảo đi đâu đi? Cho nó khóc tiếp như là trước ấy. Nó lắm không chôn này, hôm nay nó bướng rồi. Mến nữa rồi. Này, tao chuẩn bị được nghề, tao đi chôn mày nhiều hơn. Tao sẽ phải trả thù. Nhưng ngày tháng năm thì tao phải chịu. Chịu gì? Chịu đựng mày. Chịu đựng mày, cái này đi. Chịu đựng. Nha mọi người nhá, mọi người có ý tưởng gì hay comment phía dưới nhá. Nhìn ra Thảo này phía rất là phờ phạc như con đĩ này. Như chỗ này rồi. Học đi hành như nào rồi? Học hành như nào rồi? Có lẽ là nên tập làm đĩ. Tập làm đĩ rồi. Còn mình đi học rồi thế nào rồi? Có những quả cho mọi người nghe đi. Đấy. Thì ngày nào cũng học, chủ nhật cũng học, học cả ngày. Học ngày học gì lắm đấy. Thì không biết đâu. Anh Béo đây, tí nữa anh Béo sẽ nghĩ ý tưởng để cho lần sau Thảo lên chôn nó tiếp. Cho nó khóc luôn, hôm như hôm nay để dép kia nó không khóc. Tưởng gì là con gái khóc thế không mà. Sao anh nhờ được chị nào ngồi nằm ở trong cùng em? Ờ thế thì mày chắc chắn. Thôi cảm ơn tất cả mọi người đã theo dõi clip của Chiến nha. Nếu thấy hay thì mọi người hãy nhớ like và chia sẻ cho em và đừng quên đăng ký kênh ủng hộ Chiến nha. Và có những ý tưởng hay thì mọi người hãy comment ở dưới để Chiến chôn Thảo nha. Nó đã lâu lắm không chôn rồi. Ok bye bye mọi người nha. Chào mọi người nha.